mấy bữa nay nó bỏ ăn, mua một con bò mới, bỏ vô chuồng chuồng với nó. Dạ. Đứng kế bên nó thấy con bò kia nó ăn quá, nó cũng phải ăn nữa. Đúng rồi. Nhưng mà tìm đâu đứa nhỏ biết nói liên tục như thằng tí nó thả vậy đó. Không để con biết viết chữ. Viết chữ để cho mình. Ai? Ai mà? Lời bác sĩ, cô Ngỗng nhà chị có thể là sẽ giúp được cho bé lành nhà em. Chú qua bệnh chơi mà con bắt chú đưa qua đưa lại từ nhà chú về con. Cái đó đợi giờ. Dạ thôi tôi xin phép. Bé Lành, nghe má dặn nè, con phải tập kêu ba nghe. Ba đi làm xa, mỗi lần mà ba về thăm con á, con phải chạy đến ôm ba, rồi con kêu ba. Như vậy mới là ngoan, ba mới thương, con hiểu không? Ba con thương con lắm á. Ba con còn thương cả em nữa đây nè, cho nên á, là con phải tập kêu ba, gọi ba, như vậy ba mới thương con nhiều hơn. Chứ hả, con mà không kêu ba là ba buồn. Mai mốt ba không có về thăm con, không có thăm em con nữa đó. Con nhớ chưa? Má đâu em? Tí anh chở má lên chùa rồi. Chắc cũng sắp về tới. Bác sĩ nói bé lành sao rồi em? Bác sĩ cũng có cho thuốc uống, nhưng mà dặn là gia đình cũng phải thường xuyên ở bên cạnh để tập cho bé nói. Tập từ từ, từng chữ một. Lúc đầu thì nói ít thôi, rồi dần dần á, tập nhiều dần lên. À, bé Lành, ba về rồi kìa con. Con kêu ba đi con. Nghe má nè, kêu ba đi, gọi ba thì ba mới thương ha. Con, kêu ba đi con. Ba. Kêu ba đi con. Thôi anh về. Anh cứ mua chầu cao cho má để trên bàn. Em cất giùm anh. Vợ chồng mình đi ăn quán hải sản của chị Ngọc Lê nha. Ngọc Lê nào em? Chị Ngọc Lê vợ của anh Tân Chùa đó. À. Chị mời hai vợ chồng mình, anh không nhớ hả? Ủa vậy hả? Ừ. Nghe nói bên bển có mấy món ăn mới ngon lắm, với lại có đờn ca tài tử hấp dẫn lắm anh. Vậy hả? Sao cứ vậy hả hoài vậy? Không thích đi thôi. Đâu có đâu, em thích là anh thích à. Vậy thôi anh vô tắm rửa đi, tí em vô em pha nước cho tắm liền nha. Ừ. À em nè. Dạ. Hôm nay anh có mua chầu cao lên về cho má. Rồi má nói sao anh? Anh không có gặp má, má đi chùa rồi. Nhưng mà em. Hả? Hôm nay á, bé làm tư biết kêu tiếng ba rồi đó. Ủa? Giỏi vậy hả anh? 5 tuổi mà biết kêu tiếng ba rồi hả? Em nói gì kỳ cục vậy? Tại bé làm bị bệnh, cho nên là nói chậm thôi. Mà theo lời của bác sĩ dạy á, nên mẹ bé làm đó, dạy bé làm từ từ. Lúc đầu á thì nói được 1 tiếng, sau nói 2 tiếng,
Rồi anh nghĩ từ từ bé Lành sẽ nói được như những đứa trẻ khác thôi. À, vậy là tốt quá rồi anh ha. Đó, anh cũng mừng cho nó. Chứ nó lớn rồi á, mà nói không được thì tội nó lắm. À, mà cái vụ hôm bữa mà tí anh bị bỏ thuốc vô rượu á, phải chi bé Lành biết nói chuyện á, thì biết người phá anh ha. Sao em thay đồ rồi em nằm đấy em? Thôi em không đi đâu. Tự nhiên em mệt trong người quá. Ủa em sao vậy? Có sao không? Làm sao mà mệt? Không sao đâu anh, em nằm chút khỏe à. Tự nhiên em không muốn đến chỗ đông người. Vậy thôi, mình khỏi đi nữa. Sao? Thấy có mệt lắm không? Có cần đi mua thuốc không? Dạ không anh. À mà anh ơi, hình như bé Lành nó kêu được ba rồi phải không? Con gái kêu được ba thì ba phải mua quà thưởng cho con gái chứ. Để mai á, em đi ra chợ, em lựa cho nó một con búp bê thiệt là đẹp nè, thiệt là to nè. Chứ em thấy nó cứ ôm con búp bê cũ kỹ, xấu xí, dơ dái quá. Anh nghĩ chắc không được đâu em. Đó là em gái của nó đó. Cho dù em có mua con búp bê đẹp hơn, bự hơn, nó cũng không có chịu đâu. Nó hay tâm sự với em gái của nó lắm. Em không thấy là nó không thể nào xa rời con búp bê đó được hả? Đó là cái quý giá nhất của nó đó. Vậy hả anh? Nghe anh Nghĩa về nhà khoe, con gái kêu được tiếng ba. Trong giọng nói của anh ấy, hạnh phúc vui mừng lắm. Cô gặp tôi ở đây không chỉ để nói về chuyện này chứ. Sao vậy? Gia đình có niềm vui mà, cô không muốn cho tôi vui chung hả? Thiên thần thì đâu có cái tính ích kỷ như vậy. Vậy mà tôi cứ ngỡ, trong cô chỉ toàn là sự đố kỵ, ganh ghét, làm gì có đủ sự rung cảm để phân biệt được đâu là niềm vui, đâu là hạnh phúc. Chị nghĩ tôi tệ đến như vậy sao? Tôi hiểu mà. Trong mắt của chị, tôi là một người xấu xa, thủ đoạn, hèn mọn, là hiện thân của một quỷ dữ. Còn chị thì những từ ngữ cao quý luôn được dành cho chị. Nào là nhân từ, hiền diệu, cao thượng, và là hiện thân như một thiên thần vậy đó. Nhiều lúc tôi nghĩ là tại sao trên cuộc đời này thiên thần và ác quỷ không thể tách rời nhau mà luôn phải đối đầu nhau để giành giật một người đàn ông. Rồi tôi cũng nghĩ là có thể kiếp trước tôi và chị có an gia nghiệp chướng gì đó nên kiếp này chúng ta phải gặp nhau trong cùng một số kiếp. Đó là kiếp chồng chung. Nếu có kiếp trước, kiếp sau, tôi và cô cũng không bao giờ có chung một số kiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chung chạ hay là chia sẻ chồng mình với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Vậy thì chị buông tha cho anh Nghĩa đi. Chị sẽ thoát khỏi được điều chị muốn. Như vậy có phải tốt hơn không? Tội gì chị phải giành giật níu kéo. Cô không thấy là mắc cười hả? Đáng lẽ cái câu này phải là tôi nói với cô, chứ không phải là cô nói với tôi. Một người vợ đang hạnh phúc với chồng con của mình thì đột nhiên có kẻ khác nhảy vào nhà
ngang nhiên chiếm đoạt đi cái hạnh phúc đó. Rồi cũng chính kẻ chiếm đoạt đó lại lớn tiếng yêu cầu mình là đừng giành giật chiếm đoạt. Sao lại là giành giật chiếm đoạt khi đó là của mình chứ? Thực tế là tôi và anh Nghĩa yêu nhau. Chỉ tiếc là tôi gặp anh ấy quá trễ. Còn chị đừng có gì sĩ diện của bản thân mình. Chị buông tha cho ảnh đi. Tôi xin chị đó. Vậy sao cô không buông tha cho anh Nghĩa đi? Vì anh Nghĩa yêu tôi và tôi cần anh ấy. Tôi và chị khác nhau một điều là anh ấy không còn yêu chị nữa. Vậy chị níu kéo làm gì chứ? Vì bé Lành, tôi không muốn con tôi mất cha. Đó, mụ phù thủy đó thiệt là độc ác. Mụ phù thủy đó chuyên môn đi bắt cóc con nít về để ăn thịt. Trời ơi, ghê quá. Chú Tí sợ là mai mốt hả? Mụ phù thủy đó bắt cóc em của con đem đi ăn thịt luôn. Cho nên con phải bằng mọi giá, con phải cứu em của mình, biết chưa? Con phải chỉ cho chú biết mặt mụ phù thủy đó để chú Tí tiêu diệt mụ phù thủy đó. Hai chú cháu mình có nhiệm vụ tiêu diệt mụ phù thủy. bây giờ á, bé Lành nè, con có nhớ mặt mụ phù thủy mà cái đêm hôm đó bỏ thuốc vô chai rượu để mà hại chú và hại mẹ con không? Có phải cái người đó là người mà con biết không? Có phải cái bà đó hay đi chung với ba con không? Con có nhớ mặt bà đó không? Mặt bà phù thủy đó đó. Bé Lành nè, con phải ráng nhớ mặt mụ phù thủy đó nghe không? Bé Lành, Bé Lành, Bé Lành, Bé Lành. Nhà anh đi làm nha. Dạ. Anh nè, nhớ ăn cơm đúng bữa nghe không? Còn cái đó đó là trà em nấu, nhớ uống cho hết đó. Không được uống mấy quán cà phê bậy bạ, chói nước là đau bụng chết. Biết rồi, anh sẽ ăn cơm bà xã nấu, nó uống nước bà xã nấu nha. Dạ, em biết rồi. Yên tâm ông đi. Xã của em á là ngoan nhất nè. Thôi nhà anh đi làm nha. Tôi muốn nói chuyện với con. Chuyện gì? Chuyện gì thì vô trong nhà nói. Tôi không muốn vô nhà. Chẳng lẽ đứng đây nói chuyện? Tôi hỏi cô nè, có phải cô là người đã gây ra những cái chuyện gần đây không? Chuyện má bị đau bụng nè, chuyện bỏ thuốc vô chai rượu nè. Anh nói gì kỳ cục vậy? Cô đừng có nói láo. Chính cô làm chứ không ai khác đó. Cô đừng có hòng qua mắt được tôi. Cô nhìn thẳng vô tôi nè, tôi đang hỏi cô đó. Cô dám làm sao dám nhận? Đúng. Tao làm đó là sao? Cô rất tiếc. Kết quả hôm nay không như tao mong đợi. Đáng lẽ giờ này mày phải ngồi trong nhà đá để mà suy ngẫm vì cái tội thầy lai. Còn con An phải chịu nhục, ký vô đơn đi dị rồi kìa. Cô sao cô độc ác quá vậy? Tôi đi tố cáo cô á. Tố cáo? Tố cáo đi. Tố cáo cho mọi người biết đi. Có một thằng khờ thương thầm vợ người ta, rồi uống rượu, rồi cưỡng hiếp đàn bà vắng chồng. Tố cáo đi, để coi ai tin mày. Cô là ma hay là quỷ mà sao cô độc ác quá vậy? Chuyên môn nghĩ ra mấy cái cách mà để hại người ta không à? Chính tụi bay đã dồn tao vô bước đường cùng. Không còn sự lựa chọn. Tao đã cảnh cáo tụi bay rồi mà. Nhưng tụi bay đâu có biết sợ là cái gì. Chưa hết đâu. Tụi bay chưa yên với tao đâu. Hãy chờ đó.
xảy ra, đừng nên quên hết chứ lấy chữ tình. Có vui buồn thì cũng bỏ qua, tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi. Sống ở đời phải có lớn có nhỏ, chuyện không đâu có nói xin nói sọ. Nhưng mà chuyện gì nó cũng phải có lý có tình chứ chị Năm. Không có lý có tình gì hết đó, tôi phải qua gặp nó để nói rõ. Nhưng mà chuyện nó nhỏ như con thỏ, nếu không khéo chuyện nhỏ nó sẽ thành to. Sống ở đời nhiều chuyện nó xảy ra, đừng nên quên hết chứ lấy chữ tình. Có vui buồn thì cũng bỏ qua đi, tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi.